Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo giao thương doanh nghiệp Việt Nam Philippines về mặt hàng máy móc, thiết bị điện. Hội thảo giao thương lần này là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu về năng lực của các ngành công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện của Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp Philippines, đây cũng là dịp để giới thiệu tiềm năng của thị trường Philippines, nhu cầu của thị trường Philippines đối với các mặt hàng máy móc, thiết bị điện, cáp điện, vân vân. Hội thảo giao thương tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước giao thương trực tiếp, cung ứng sản phẩm máy móc, thiết bị điện cho thị trường Philippines và góp phần thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Philippines. Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong những năm qua, thương mại Việt Nam-Philippines đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt trên 4,7 tỷ USD, tăng trên 18% so với năm 2017. Nhiều mặt hàng của Việt Nam đã thâm nhập và dần khẳng định chỗ đứng tại thị trường gần 110 triệu dân này như cà phê, thủy sản, dệt may, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị, v.v. Tuy nhiên, tiềm năng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này còn rất lớn, đặc biệt là các mặt hàng thiết bị điện, dây và cáp điện. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác để có thể xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của mình.